Kênh Tây Phương kính chào tất cả quý vị khán giả. Rất vui mừng gặp lại tất cả quý vị ở video mới của kênh Tây Phương. Thì hôm nay mình đang ở ngay chỗ dòng xây của Phú Cường nha. Thì hôm nay mình thấy bên kia nó đang chuẩn bị những cái khâu mà để ngày mai người ta khởi công dự án xây dựng chung cư cao cấp Sophia Center nè mọi người. Thì hôm nay mình đứng đây mình quay cho mọi người cùng xem. Đó, hôm nay có đài truyền hình VTV9 ở đó nó kìa, thấy có chiếc xe của đài truyền hình, chắc có thể ngày mai sẽ lên TV luôn đó. Thì tính ra là cho cái này cũng chịu chịu đầu tư, chịu PR thì cũng hay á. Thì mình nói sơ sơ chút xíu, thì cái chung cư này á, nó cao là 17 tầng, trong đó có 2 tầng hầm nữa, nếu như tính tổng hết các sàn thì tới 19 nữa. Rồi trong đó thì tầng 1 đến tầng 4 thì người ta làm mấy cái thương mại dịch vụ kinh doanh ăn uống, rồi nhà hàng, rồi spa, rồi hồ bơi đó, cũng có rất là nhiều cái tiện ích trong đó. Còn từ tầng 5 trở lên thì người ta mới làm chung cư. Trong đó thì có, mình thấy mấy bạn sale chào á, thì có phòng, những căn mà một phòng cũng có, căn hai phòng cũng có, căn ba phòng cũng có, thì cái giá thì nó cũng dàn trải theo. Hình như thấp nhất là tầm khoảng 650-700 gì tới 1 tỷ mấy á. Nếu như 1 tỷ mấy thì thôi xuống dưới đất mua khỏe hơn. Còn khoảng 600-700 thì mua cũng được, như tùy theo mục đích của mình muốn chọn là gì. Như thí dụ như mấy cái nhà đầu tư thì thường thường người ta không thích đầu tư chung cư đâu. Còn thí dụ mình mua để ở thì cũng có thể mua để ở, nhất là những cặp vợ chồng trẻ trẻ mà chưa có tiền nhiều, mà muốn cái không ở ngay trung tâm mà có nhiều dịch vụ vui chơi giải trí thì người ta chọn chung cư. Nói chung là mỗi một cái loại hình bất động sản á, thì nó có cái ưu điểm và khuyết điểm riêng. Mà trước giờ thì mình quen theo kiểu mà mua bán theo kiểu bất động sản mà ở dưới nền đất thì người ta thấy chuộng hơn, tại vì theo thời gian thì kiểu gì cũng tăng giá. Còn chung cư thì thông thường thì nó không có được tăng giá, thông thường thôi nghe. Mình nói thông thường có nghĩa rằng cũng có những chung cư sẽ tăng giá nhưng mà nó hiếm hơn. Ok, biển số xe 80 của bộ. Thì giờ mình nói sơ sơ ra cái dự án này thì nó chia mấy cái tầng ở dưới, thì thường thường là mấy cái thương mại dịch vụ, còn ở trên mới là căn hộ. Nên khi mà ở thì ở trên càng cao thì thường thường nó càng mắc á. Rồi tại vì trên cao thì cái view nó đẹp hơn, nhìn vòng vòng đây đẹp hơn. Ở chỗ này giờ tại nó cũng thành trung tâm rồi. Bây giờ thấy dân cư ở Phú Cường rất là nhiều, đông rồi. Ở bệnh viện thì kế bên, các cơ quan nhà nước cũng vòng vòng đó cũng nhiều. Thấy sở nông nghiệp, rồi cái gì đảng ủy khối cơ quan, rồi bệnh viện sản nhi, rồi vòng vòng kho bạc bảo hiểm gì nó cũng gom gần gần dưới này hết trơn rồi, nên bây giờ thành ra là trung tâm. Còn nên cái chung cư nữa mọc lên mới đúng chứ, chung cư này mà mọc chỗ khác thì đâu ai mua. Phải mọc ngay chỗ giữa trung tâm, không còn quỹ đất nữa xung quanh đó nha, xung quanh gần gần không còn quỹ đất nữa, hoặc là mua giá rất là mắc thì lúc đó người ta mới xây chung cư mà người ta bán với giá mềm mềm vừa vừa, thì như vậy thì nó mới chuộng được. Thì thấy chứ giá mà cỡ 700 thì cũng thấy cũng có thể chấp nhận được, nhưng mà hình như 700 giá có giá của nó là cái căn có một phòng cái gì, mấy bạn chắc mới cưới chắc tiện hơn, còn mấy người mà có con thì chắc cũng phải kiếm chỗ từng hai phòng trở lên. Thì nghe nói thì nó có bên mấy ngân hàng để nó hỗ trợ vay vốn gì đó, thì thanh toán 30% là nhận nhà gì đó, rồi tới lúc sau thì ngân hàng nó sẽ giải ngân qua bên công ty xây dựng này. Thì thường mình thấy giờ mấy công ty xây dựng nó kết hợp với ngân hàng sẵn hết rồi, quan trọng là mình trả cái 30% đầu với mình có đủ cái chi phí hàng tháng để mình trả lãi trả gốc thôi. Chứ giờ thấy mua một căn nhà nó cũng đơn giản nhiều, chứ không phải như hồi xưa muốn mua một căn nhà cũng cực lắm, hồi xưa vay này nọ là cũng khó khăn lắm. Bây giờ mình chỉ cần có một cái hợp đồng với một cái công ty xây dựng á, thì
nó cũng đã có thể cho mình qua dự án rồi. Còn thí dụ người nào mà có cái sổ đỏ thì càng dễ hơn nữa, thì chỉ cần chứng minh thu nhập mình hàng tháng có thể nuôi được cái căn đó thôi là ok rồi. Nên nhà cửa bây giờ thì nó cũng đơn giản hơn xưa nhiều. Thì đây là những cái xung quanh cái khu này đó, người ta đang chuẩn bị hết rồi. Thấy chứ dựng cái gạp này công phu chắc chắn đó. Mình thấy dựng mấy cái thanh sắt rất là to nha, chứ không phải dựng kiểu gạp đám cưới đâu. Dựng cái gạp này gạp chắc chắn lắm. Nó dài lắm nha mọi người, nó nằm trên đường 3 tháng 2 nữa nè, dưới đường Phan Thị Gàn luôn, ngay cái góc rất là đẹp. Vòng 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 thì nó có in mấy cái bảng quảng cáo gắn lên trên đó hết rồi. Chung là mấy cái công đoạn này nó đã chuẩn bị từ lâu rồi. Còn cái gạp ở trong thì mình thấy mới hôm nay nó mới mới dựng lên được cao vậy đó. Mấy hôm trước thì cũng có thấy dựng mà đều dựng ở dưới đất hả, xong rồi nó mới kéo lên tới trên đó. Đó thì mình nghĩ chung cư này cũng hay hay chỗ mà nó ngay trung tâm, cũng có rất nhiều người mà người ta không có điều kiện để người ta mua nhà đất nền á, thì người ta có thể mua chung cư để người ta ở. Với nhà mà có hai chồng đi thường xuyên á thì mua mấy cái căn này thì được cái ở nó ngay trung tâm, nó tiện đường đi mà nó an toàn. Tại vì thường thường mấy chung cư này á nó thiết kế thấy chứ cũng an ninh lắm. Mấy cái tầng khác, mấy cái tầng ở dưới á không có đi lên tầng trên được. Nào có cái thẻ từ đó thì tới tầng nào thì người ta chỉ vô tầng đó thôi, thì nó cũng tiện và an toàn hơn. Muốn đi đâu xa thì cũng dễ hơn, chứ nhiều khi mình ở mấy cái nhà mà trong hẻm tổ ha, có những cái hẻm nó cũng tương đối phức tạp á, nó nhiều khi mà mình đi 2 3 ngày cái hoặc gần tận cái về nhà chắc còn cái nhà trống không. Nhưng mà thì vậy, ở trong trung tâm thì vòng vòng chỉ có ngay chỗ chung cư này thì chỉ có canh ngay cửa vào thôi, như người ta phân tầng người ta có camera giám sát hết rồi thì nó dễ hơn. Chứ còn như nhà nhà dưới đất ấy, thì bốn bề chỗ nào ta cũng xâm nhập được ấy, thì nó sẽ không có an toàn an ninh được. Giờ để mình đi đảo một vòng cho mọi người cùng xem nha. Đây ôm nghĩa cua này mình chạy vòng 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 cái dự án này cho mọi người cùng xem đó. Bây giờ bắt đầu tới cái giờ mà nó dợt chương trình để ngày mai nó chạy vậy đó. Đó nhân viên kéo ra quá trời đông, chắc ngày mai có mấy chắc cũng có sếp bự xuống hàng sao mà mới hoành tráng vậy. Chứ bình thường mình thấy khởi công cái dự án chung cư thì cũng đâu có gì đâu mà ghê gớm đâu, mà thấy chuẩn bị này chu đáo ghê nè. Tức là bốn cái mặt này, miếng đất này cũng đẹp nè, bốn mặt đường hết nha, mình xây hết giáp vòng luôn. Đó rất rộng luôn. Phía chỗ dòng xây Phú Cường này vẫn còn miếng đất ở chỗ chợ đêm cũ á. Chắc cũng chuẩn bị thế này cũng có dự án gì to to nữa. Thường thường mấy cái chỗ trung tâm này phải kiếm dự án gì to to. Phía bên tay trái nè mọi người, cái chỗ gần gần cái chỗ shop house đó đó, có một vĩnh đất còn rất là rộng đó đó, chắc có thể người ta cũng sẽ chuẩn bị ta làm dự án gì đó thôi à. Đó nãy giờ chạy sơ sơ vòng cho mọi người cùng xem rồi đó. Đó thì tổng quan cái khu vực này thì nói vậy đó. Giờ để mình đảo vòng 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 cho mọi người cùng xem khu Phú Cường buổi chiều chiều tối tối nó như thế nào nha. Tại mới có một cái cơn mưa xong á nên nhìn thấy nó hơi 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 vắng vắng, với cái màu nó không được đẹp. Chứ thường thường buổi chiều mà tầm khoảng 5 giờ gì nè là nắng nó vàng vàng, nó chiếu xéo xéo vàng vàng rất là đẹp. Phía tay phải mình là chợ đêm nè, chợ đêm này giờ về đây cũng khoảng 2 3 năm nay à. Chứ ngày xưa chợ đêm ngay chỗ miếng đất trống trống nãy mình chỉ á, con đường này là đường Phan Thị Gàn,
Đường Phan Thị Gàng này thì thật sự nói cái khúc ở trên này á thì là thuộc dự án của công ty tư vấn xây dựng Kiên Giang, chỉ có khúc sát dưới dòng xây ở dưới á, thì mới là thuộc dự án của công ty Phú Cường. Thì thông thường ở Kiên Giang mình thì nó có hai cái công ty mà chuyên xây dựng nhà ở chung cư này nọ, đó là một là công ty tư vấn xây dựng Kiên Giang hồi xưa giờ thì nó nổi tiếng hồi xưa giờ rồi, sau này mới thì có Phú Cường. Nó mới gì thôi chứ từ năm 2009 hay 10 tới giờ khoảng mười mấy năm rồi đó, cũng khoảng 11 12 năm rồi đó. Đó, nhưng mà thường thường thì Phú Cường thì người ta được người ta đánh giá về cái chất lượng với cái cách nó kinh doanh đó, thì được đánh giá cao hơn, nên nhà bán nó cũng bán cao hơn. Ngày xưa thì bán cũng giá cũng ngang ngửa, cái lúc cái thời điểm mà tầm khoảng nó xây dựng xong khoảng 2 3 năm mà tầm tầm khoảng 212 13 gì đó, rồi mấy cái đường trên đường mấy cái nhà trên đường 3 tháng 2 á nó cũng có 1 tỷ mấy à, chưa tới 2 tỷ nữa, bây giờ nó lên cái chục tỷ rồi. Thì sau này á, thì khi mà Phú Cường làm những dự án khác á thì người ta cũng đã đẩy cái giá lên cao hơn rồi, chứ không phải như xưa nữa. Hồi xưa mới làm thì chỉ cần đu theo công ty tư vấn thôi, còn bây giờ thì nó đã vượt cảm giác cái mặt bằng, cái nhìn nhận mọi người á, thì cảm giác nó vượt hơn hơn tư vấn rồi. Nhưng mà công ty lớn hơn hay không hơn hay không lớn thì cái đó là quan nó khác. Mình chủ yếu mình coi cái sản phẩm mà người ta bán ra thì thường thường giá bên bên Phú Cường cảm giác nó cao hơn. Thôi, video của kênh Tây Phương đến đây là kết thúc nha. Hẹn gặp tất cả mọi người video lần sau. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ kênh ạ.